Chúng con kính bạch Sư Phụ. Sau đây, con xin kính thỉnh Sư Phụ, Chư Tăng và đại chúng cùng nghe những dòng cảm nhận hạnh phúc của các Phật tử. Câu chuyện có tên Hết bệnh trĩ nhờ đàn lễ ngũ bách danh do Chùa Ba Vàng tổ chức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, kính bạch cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, đệ tử con tên là Nguyễn Thị Danh, pháp danh Liên Huyền. Hiện con đang tu tập tại đạo tràng Trúc Minh, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng. Hôm nay đã gần 4 tháng kể từ đàn lễ ngũ bách danh từ ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Dần đến ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Dần do Chùa Ba Vàng tổ chức, con mới quyết định kể lại câu chuyện nhiệm màu này. Sở dĩ có sự chậm trễ này là vì con còn để xem bệnh thật sự hết hay chưa. Đến nay, bệnh trĩ này không xuất hiện nữa, nên con quyết định phải kể câu chuyện nhiệm màu này để lan tỏa Phật Pháp ạ. Cách đây 2 năm, con bị táo bón một cách khó lý giải. Mặc dù đã dùng nhiều cách để chữa trị, nhưng tình trạng táo bón ngày một nặng nề hơn. Đại tràng như không hoạt động, cảm giác bị khô cứng lại như một cái túi đựng đầy sỏi đá ở bên trong. Điều này dẫn đến khi đại tiện vô cùng khó khăn và máu tươi cứ bật chảy không cầm được. Trước đây, con là một người không tin có tâm linh, cho rằng chết là hết. Tượng Phật là đất đá xi măng mà lễ lạy cái gì? Chính vì sự vô minh, tà kiến này mà dẫn đến cuộc đời con khổ đến không còn khổ hơn được nữa. Tối ngày, con chỉ lo đến bệnh tật và tự tử. Trong đầu luôn thường trực ý nghĩ, thôi chết đi cho hết khổ. Và con đã nghĩ đến việc tự tử bằng thuốc ngủ. Khi bê ly nước lên, con bị giằng xé bởi chữ hiếu, một cảm xúc trào dâng khi hình ảnh bố mẹ con hiện ra, chân chất, tần tảo, nhân hậu và đầy yêu thương, mỉm cười nhìn con âu yếm. Con bừng tỉnh và nghĩ rằng bây giờ mình chết, chắc bố mẹ cũng buồn mà chết luôn quá. Mình chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ cả. Vậy là con quyết định thôi không chết nữa. Thời gian này không ai giam cầm con cả, mà lúc nào con cũng thấy mình bị giam trong 4 bức tường, không muốn tiếp xúc với ai. Đầu óc nhớ nhớ quên quên, mất ngủ ngày lẫn đêm, không ngủ gần 3 năm. Con đi chữa trị khắp nơi nhưng không có kết quả, uống thuốc ngủ cũng không ngủ được mà chỉ lờ đờ hơn. Bệnh thật vây quanh con, cuộc sống không có lối thoát. Đang lúc bế tắc này, đang lúc khổ đau tận cùng này, không biết phải làm sao thì Phật Pháp vi diệu nhiệm màu đã cứu đời con. Phật đã đưa tay lôi con ra khỏi biển khổ. Chỉ sau một giấc mơ nhiệm màu, sáng hôm sau, con hoàn toàn trở thành con người khác, đầy yêu thương chia sẻ, không giận hờn trách móc ai nữa. Cục bực tức, uất hận trong con, đeo trước ngực bấy lâu nay đã rời khỏi người con. Một niềm hỷ lạc mênh mang khó tả, đó là đêm đầu tiên con biết đến đạo Phật. Phật Pháp đã sinh con ra lần thứ hai, con gặp được Phật Pháp như nắng hạn gặp mưa rào, như chết đuối vớ được cọc. Con thấy mình như gặp được kho báu vô tận của Đức Thế Tôn. Con cố gắng học lời Phật dạy, cố gắng thực hành và vỡ òa hạnh phúc khi thấy những điều mình đi tìm bấy lâu nay đều ở trong kinh sách Phật dạy. Một niềm hỷ lạc chạy khắp người con. Ngày đầu tiên biết đến Phật Pháp chỉ qua giấc mơ, nên ngày nào con cũng chắp tay bạch Phật, xin Phật soi đường chỉ lối cho con được đi đúng chính Pháp, được gặp minh sư, thiện hữu trí thức, dẫn dắt cho con tu tập được tiến đạo. Có lẽ lời khấn nguyện chân thật hằng ngày của con đã dẫn con đến với Sư Phụ Thái Minh, Tăng đoàn Chùa Ba Vàng và cô Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng cùng Pháp Lục Hòa cao quý nhiệm màu này. Quay trở lại câu chuyện bệnh trĩ của con, lúc này con đã biết đến Phật Pháp nhưng chưa tu theo Chùa Ba Vàng. Con tu tập hồi hướng cho con gặp được thầy giỏi, thuốc tốt để chữa hết táo bón, và quả đúng như vậy. Con đã gặp được cây thuốc nam chữa hết khỏi táo bón, nhưng oái oăm thay, ngay lập tức những búi trĩ xa ra khỏi hậu môn,
lúc nóng nực. Nó cương lên như những viên bi cứ lủng lẳng như thế, rất đau rát và khó chịu, khiến con ngồi chẳng được, đứng cũng không xong. Còn phải chịu cảnh này hơn một năm. Nhiều lúc muốn vào bệnh viện để cắt nó đi, nhưng con rất ngại nên cứ lừng chừng. Duyên lành đã tới, chùa Ba Vàng tổ chức lễ ngũ bách danh. Lúc này con đang là Phật tử dự thính của đạo tràng Trúc Minh, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con đã đăng ký tham gia đủ cả 3 ngày, không bỏ sót một lễ nào cả. Khi lễ này, con một lòng nương tựa Tam Bảo, sám hối tội lỗi đã gây ra với các oan gia trái chủ, nguyện sửa đổi thân tâm, làm tất cả những việc phước thiện theo chính pháp tại chùa Ba Vàng để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình. Khóa lễ cuối cùng kết thúc rất khuya. Xong xuôi, con hoan hỉ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy đi vệ sinh. Lạ lùng thay, mấy búi chĩ cứ lủng lẳng bấy lâu nay, nó biến đi đâu mất hết, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con vô cùng ngạc nhiên và tự nghĩ, đây đúng là sự vi diệu nhiệm màu của Phật Pháp khi mình tham gia đàn lễ ngũ bách danh rồi. Tâm con khởi lên lòng tri ân Tam Bảo, tri ân sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng, tri ân cô chủ nhiệm và quý đạo hữu đã giúp đỡ cho con tu tập. Đến nay đã gần 4 tháng, nhưng vẫn không thấy mấy búi chĩ này quay lại nữa ạ. Và còn vi diệu hơn nữa là khi con học Phật Pháp và được biết rằng người con muốn báo hiếu cho bố mẹ thì hiếu lớn nhất là phải hướng cho bố mẹ biết quy y Tam Bảo, tin sâu nhân quả, tu học Phật Pháp. Trước kia, con chưa tu theo chùa Ba Vàng, con đã phải dùng nhiều phương tiện để hướng bố mẹ con quy y Tam Bảo, tin vào nhân quả nhưng vẫn không có kết quả. Lạ lùng thay, con mới vào đạo tràng tập tu Lục Hòa có hơn 4 tháng, chắc chắn là nhờ vào Pháp Lục Hòa vi diệu mà bây giờ bố mẹ con đã đồng ý quy y Tam Bảo tại chùa Ba Vàng một cách dễ dàng. Không những bố mẹ con mà cả bố mẹ chồng của con cũng đồng ý luôn rồi ạ. Bệnh mất ngủ đằng đẵng bấy lâu nay của con mà y học chưa chữa được, giờ đây nó cũng biến mất nốt rồi ạ. Con không cần dùng bất cứ một viên thuốc tây nào đâu ạ. Con chân thật kể lại những câu chuyện vi diệu nhiệm màu này nhờ nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nương tựa sư phụ đại tăng chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm, và tu học theo chính pháp của Phật tại chùa Ba Vàng. Con xin nguyện cho chính pháp của Phật được trường tồn mãi ở thế gian. Chúng sinh ai cũng biết tin sâu nhân quả, kính tín Tam Bảo, phát nguyện Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề. Con kính tri ân Tam Bảo, con kính tri ân sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng, con kính tri ân cô chủ nhiệm. Con xin được tùy hỷ công đức của đạo tràng trưởng Nguyễn Thị Lụa cùng tất cả các quý đạo hữu đã nhiệt tình giúp đỡ sách tấn cho con được tập tu Lục Hòa trong một môi trường mà tất cả quý đạo hữu đều yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau tiến tu ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng, thưa toàn thể đại chúng, quả là một câu chuyện chuyển hóa vô cùng đặc biệt, có phải không ạ? Các pháp đàn tâm linh vi diệu tại chùa Ba Vàng đã giúp cho rất rất nhiều người nhất tâm nương tựa và tham gia tu tập được chuyển hóa các nghiệp khổ trên mọi phương diện, từ sức khỏe, công danh, sự nghiệp đến tình duyên, gia đình, con cái mà bấy lâu chữa mãi không khỏi hoặc rất khó chuyển hóa. Xin chúc mừng Phật tử Nguyễn Thị Danh khi không chỉ tích cực tu tập và chuyển hóa được các bệnh trên thân như bệnh trĩ, mất ngủ mà còn gieo duyên được cho bố mẹ hai bên biết đến Phật Pháp và quy y Tam Bảo. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ có đôi lời chỉ dạy cho các Phật tử ạ. Chúng ta được nghe cái câu chuyện chuyển nghiệp của Phật tử bệnh trĩ vào rồi mất ngủ, và khi mà tu tập thì biến đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn. Vào wow. Thưa đại chúng, thế đấy là những cái điều rất là đặc biệt, đại chúng thấy không? Thì chúng ta thấy đó là một cái sự rất là tuyệt vời nhé. Có tin sâu, có tu tập, như lúc nãy Thầy nói là nhất khoát nó sẽ chuyển nghiệp mà, không thể nào không chuyển. Mà chuyển nhiều hay ít là còn phụ thuộc vào cái sự tinh tấn tu tập của mình nhé.
Thế thì Thầy rất là mong đại chúng lấy những câu chuyện chuyển nghiệp này để mình ứng dụng vào việc mình. Ai ở trong đây chúng ta cũng đều có nghiệp hết đấy, cũng có hoàn cảnh hết đấy. Bây giờ chúng ta biết rồi, chỉ còn Phật Pháp là duy nhất phương pháp để chúng ta nương tựa để tu tập để chuyển hóa thôi. Đó, cho nên chúng ta mời một lòng tri ân Phật. Chính Đức Phật đã cho chúng ta cái thần dược này để chúng ta tu tập nhé. Thì chúc đại chúng là tin sâu Tam Bảo nha. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng. Xin tùy hỷ sự tinh tấn thực hành Pháp của các Phật tử. Xin chúc các Phật tử luôn được an lạc, hạnh phúc trong giáo Pháp bất tử của Như Lai. Và hẹn gặp lại quý vị tại trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày. Có bạn tên là Nguyễn Thảo hỏi rằng: Kính bạch Thầy, gia đình con có một công ty kinh doanh buôn bán thực phẩm nhỏ. Mỗi đợt cuối năm gia đình con thường làm lễ tạ đất. Năm nay con biết đến Phật Pháp, con muốn làm lễ tạ đất ý nghĩa đúng với tinh thần Đạo Phật. Con xin Thầy chỉ dạy cách cúng tạ đất đúng Pháp và mang lại lợi ích ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, bạn Nguyễn Thảo gửi câu hỏi về cho Thầy, hỏi về cái việc lễ cúng tạ đất, nhất là vào cuối năm. Thì đây là một phong tục gọi là đền ơn đáp nghĩa, tạ ơn. Nó là tốt thôi, nghe không? Dân tộc chúng ta quen với cái đạo lý này, đền ơn đáp nghĩa, những người có ân nghĩa với mình thì mình đền đáp, mình hậu tạ, cái đó là tốt. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta có cái cảm tạ, tạ ơn. Thế thì dân ta thì thường nghĩ là đất có thổ công, sông có hà bá. Đây là Thầy đang nói cái quan niệm của dân gian mình, chưa nói đến về góc độ, góc nhìn của Phật giáo. Cho nên chúng ta đều tin là ở nhà mình là có ông thần, có ông thần thổ công, hay cũng gọi là ông thổ địa đấy. Tất nhiên thì họ có phân ra thổ công khác thổ địa, thổ kỳ, mấy cái ông thần này là khác nhau. Nhưng chúng ta thì cứ gọi ông thổ công. Thổ là đất mà công, tức là việc công ấy, là cai quản chung về đất. Thế thì dân ta thì với cái tâm biết ơn, sau một năm mà bình an các việc thì nghĩ mọi việc này đều có thần phù hộ độ trì. Cho nên cuối năm thì lễ tạ, cái việc đó là việc tốt, cái tâm đó là tâm thiện, Thầy đánh giá cao. Chứ mình không biết cảm tạ thì mới là cái người vong ơn bạc nghĩa, biết tạ là tốt. Nên thì cái lễ tạ ơn tạ thần đất ấy, là tốt thôi. Nhưng bây giờ chúng ta với cái nhìn Phật giáo thì chúng ta nhìn như thế nào cho nó đúng? Thầy muốn chia sẻ để các Phật tử cũng như là bạn Nguyễn Thảo hiểu cho nó đúng. Với cái quan điểm của Phật giáo thì chúng ta biết chắc là có các vị thần. Nhưng trong Kinh Địa Tạng đấy đủ các thần. Thần núi có, thần sông có, thần biển có, thần đất có. Kiên Lao Địa Thần cai quản tất cả các cõi đất. Có hết ạ. Thần cây. Chúng ta sống trong thế giới loài người và trong thế giới của vô hình nữa đều có cả. Chúng ta là người Phật tử thì không phủ nhận cái chuyện có quỷ thần, có vong linh. Thế thì đương nhiên ấy, nếu mà chúng ta làm cái lễ để tạ ơn các cái vị thần linh này, trong đó có thần đất, nghe không? Có địa thần, thì cái việc đó là tốt. Nhưng chúng ta tạ ơn họ thì chúng ta làm lễ như nào cho nó được cái phúc báu nhiều nhất. Đúng với tinh thần mà Phật dạy thì chúng ta cũng làm mâm cơm chay, ta cúng thôi. Các vị thần thì Thầy nghĩ có một số họ thọ hưởng, có một số họ không thọ hưởng. Không phải thần nào cũng thọ hưởng. Có những thần ta, cái thức ăn của họ cao quý hơn mình rất nhiều. Họ không thọ cái thực phẩm của mình đâu. Nhưng họ có thể đến họ chứng cái lòng thành của mình khi chúng ta thỉnh họ đến. Thế rồi chúng ta có thể là gì nữa? Ta tác phước, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phước báu cho các thần linh. Đấy cũng là một cách chúng ta tạ ơn họ, cho họ được tăng thêm phúc báu. Thế thì những vị chư thần họ được tăng thêm phúc báu thì oai lực của họ mạnh hơn, cái sức gia hộ của họ đối với mình tốt hơn. Cái đấy là sự thật. Cái đấy là có, thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Thế thì cái này bạn Nguyễn Thảo bạn hỏi thì Thầy xin tư vấn cho bạn ấy, nghe không?
là cái lễ tạ đất cuối năm á, thì bạn nên làm đúng tinh thần Phật giáo là cúng chay tịnh cho các vị thần linh, nghe không? Rồi và hay nữa thì bạn nên tác phước cúng dường cho các thần linh đó, chứ đừng có sát sinh, cúng rượu, cúng thịt rồi các thứ linh tinh thì nó không có lợi cho các vị. Và các vị mà không có lợi thì cũng không thể hộ trì mình được tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta làm đúng như lời Phật dạy trong Kinh Địa Tạng đấy, nghe không? Ta tác phước cúng dường cho các thần linh có duyên cai quản cái địa cuộc ở nhà mình, khu vực mình. Mình hồi hướng cho họ, họ sẽ được phước báu, họ sẽ hoan hỷ và hộ trì mình hơn. Cái chuyện đấy là có. Đối với Phật giáo không phủ nhận cái chuyện gia hộ của chư thiên, chư thần, của chư Phật, Bồ Tát. Cái đấy là có chứ không phải không có. Như hôm trước Thầy đã giảng nha. Đấy thì Thầy mong bạn Nguyễn Thảo hiểu được cái bản chất việc này. Đấy, làm đúng như vậy thì chắc chắn mình sẽ được lợi ích hơn là mình cúng theo cái phong tục xưa, sát sinh cúng tế. Và mình tà kiến, mình không hiểu thì nó không lợi ích nhé. Kính thưa Thầy, con mới biết đến chùa, con thấy vào dịp Tết hàng năm gia đình con vẫn cúng lúc giao thừa, sáng mùng 1 Tết, đến khoảng mùng 3, mùng 4 Tết thì hóa vàng. Con không biết cúng như thế nào cho đúng và ý nghĩa, con xin Thầy chỉ bảo cho con ạ. Sắp Tết rồi, các Phật tử hỏi về Tết đây. Kính thưa đại chúng, chúng ta có truyền thống, cái tục lệ cổ truyền là cúng giao thừa, Tết thì cúng giao thừa, rồi sáng mùng 1 cũng có cái lễ, rồi đến mùng 3 lại có cái cúng lễ gọi lễ hóa vàng. Và Thầy vẫn nhớ cái này, ở quê cũng hay làm lắm cho nên Thầy nhớ. Thế thì bây giờ với Đạo Phật chúng ta hiểu cái này như thế nào, thực hành thế nào cho nó tốt? Thì kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm truyền thống thì ngày Tết là cái ngày sum họp, con cháu tụ về, ở đâu cũng về, quây quần trong mái ấm gia đình, từ xa về, có khi nước ngoài cũng về. Thế thì không những chỉ quây quần là những người trên dương thế, mà chúng ta cũng muốn cả gia tiên tiền tổ, ông bà cha mẹ mình đã mất, được về với con cháu. Cho nên thì thường là ngày 30 thì làm mâm cơm, cúng tất niên. Cúng tất niên là mời ông bà cha mẹ cùng về để ăn Tết với các con các cháu. Con cháu về sum vầy rồi, còn ông bà cha mẹ quá vãng chúng ta cũng mời về để ăn 3 ngày Tết. Ăn 3 ngày Tết là 30, mùng 1, mùng 2 cho đến mùng 3. Thì cái lễ mùng 3 là cái lễ gọi là hóa vàng, là để tiễn các cụ lại trở về nơi âm cảnh. Đấy là cái quan niệm của chúng ta nghĩ như thế. Tại sao gọi lễ hóa vàng? Thì trong lễ thờ nào cũng đốt tí vàng, tí tiền, tí vàng, một ít cái áo quần mã đấy. Thì nghĩ rằng là đấy là hơi năm Tết thì sắm ông bà bộ quần áo mới, đưa ông bà ít tiền để ông bà xuống âm phủ ông bà tiêu. Và nghĩ thế thì về tinh thần là tốt, chúng ta sống hiếu thảo với tiên tổ là tốt, với ông bà cha mẹ là tốt. Còn chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta biết rõ rồi, đốt vàng đốt mã nó thực sự không lợi ích gì, nhưng Thầy cũng không phải là cấm đâu. Nhưng còn nếu chúng ta biết nó không có lợi ích gì, nhưng thôi tập tục ta đốt một tí thì nó cũng không phải là sao, nó là một cái văn hóa đi thì cũng không sao, đừng lạm dụng nó và đừng hiểu sai về nó là được. Gọi là đốt một chút không sao đấy, đấy nhá. Thế thì cái lễ ngày mùng 3 gọi lễ hóa vàng là có ý nghĩa là chúng ta tiện ông bà cha mẹ đã mất trở về cái chú xứ của các ngài, về nơi âm cảnh. Thế thì đối với Đạo Phật thì thế nào? Chúng ta cứ làm như tinh thần Phật dạy, trong 3 ngày Tết này chúng ta cúng gia tiên tiền tổ, chúng ta cứ làm một mâm cơm chay ta cúng như Kinh Địa Tạng Phật dạy, không sát sinh cúng tế là được lợi ích. Rồi chúng ta trong 3 ngày này chúng ta nên làm phước cúng dường Tam Bảo, nghe không? Chắc ngày thì chắc cũng không có ăn mày ăn xin đâu, đúng không? Không bố thí ăn mày ăn xin được. Thì chúng ta cúng dường Tam Bảo ngày hôm đó và hồi hướng cho ông bà tiên tổ mình thì các cụ được phước báo nhé. Chứ còn không phải ta cứ ngày hôm đó ta đốt thật nhiều vàng, nhiều mã và ta sát sinh, ta cúng cho các cụ là các cụ tốt. Không phải thế, nghe, mà chúng ta nên
cúng như lời Phật dạy nhé, kể cả cúng giao thừa. Thế còn quý Phật tử ở tại gia thì đúng là Phật thì không bắt ăn chay, các quý Phật tử ăn uống bình thường nhé. Thế còn riêng cái phần cúng do tiên tổ chúng ta cúng chay tịnh, cái đó là lợi ích, là tốt đẹp. Kính thưa Thầy, con có được một số người dạy cho con về nguyên tắc khi đi ra, đi vào chùa. Khi đi qua cổng tam quan vào chùa, nên đi cửa giả quan bên phải đấy. Và khi đi ra bằng cửa không quan bên trái, không bước vào cửa trung quan là cửa ở giữa, cũng như dẫm lên bậu cửa, nếu không sẽ phạm tội bất kính. Theo quan niệm xưa, cửa trung quan chỉ dành cho bậc thiên tử, bậc cao tăng, khoa bảng ra vào chùa. Vì thế, ngày thường nhiều chùa không mở cửa chính. Như vậy thì có đúng không, thưa Thầy? Với câu hỏi này, thì kính thưa đại chúng, ở chùa có cái cổng tam quan. Cổng tam quan thì đúng, nó có đặt tên ấy, là cổng giả này, cổng không này và cổng trung. Đấy là theo cái trường phái bên Thiên Thai. Phái Thiên Thai thì có chia ra ba cái pháp quán là quán giả, quán không và quán trung. Và từ đó mà thành cái cổng tam quan, chúng ta cũng đặt cho nó thành cổng giả, cổng trung và cổng không. Vậy thì cửa nhà thiền cũng còn gọi là vào cửa không đấy, nghe không? Đấy. Thế thì nó thế nào? Thì kính thưa đại chúng, giáo lý nhà Phật đấy, cái giáo lý tối thượng đấy là nói về cái chân tính của chúng ta. Mà chân tính của chúng ta, cái tự thể của nó là không, nghe không? Cái không này không phải là cái không đối đãi với cái có, mà nó là chân thật không, và nó là tuyệt đối không. Đó, nó là không thể nói bất khả tư nghị được. Vì khi chúng ta mở miệng, nó đã thành có mất rồi. Cho nên cái không này thật là khó. Và cái này thì phải chứng đạt nó, thể nhập nó mới rõ được nó. Cho nên cái việc đi vào cổng chùa là chúng ta bảo là đi vào phải đi vào cửa giả, đi ra thì ra bằng cửa không, không được đi vào cửa ở giữa là cửa trung. Thì cái này theo Thầy nghĩ đây nó chỉ là một cái quan niệm mà nó cũng không phải là đúng. Thầy thấy nhiều chùa mở cả ba cửa cho mọi người đi thoải mái, nghe không? Đó. Thế rồi bảo quan niệm là cái cửa ở giữa là để cho các bậc thiên tử, rồi các bậc cao tăng, các bậc đỗ đạt mới được đi. Vâng, thế thì cái này có đúng không? Thế Thầy hỏi là muốn thành cao tăng thì cũng phải là từ chú tiểu. Vâng, muốn đỗ đạt thì cũng phải là anh học sinh rồi mới đi chứ. Và chúng ta nói là tương lai chúng ta còn thành cả Phật đấy này. Chúng ta đều sẽ là Phật tương lai. Vậy thì thế nào đấy? Cho nên Thầy nói cái chuyện mà đóng cửa giữa chỉ cho đi hai cửa bên, điều đó hoàn toàn không hợp lý và cũng không đúng với giáo lý nhà Phật. Cho nên nhiều chùa Thầy thấy mở hết cả ba cửa, chả có bỏ cửa nào. Đó, thế cho nên cái việc này thì theo như quan điểm của cá nhân Thầy, thì Thầy thấy nó cũng không hợp với giáo lý của Phật. Nghe không? Thế còn trong Oai Nghi, giới luật của nhà Phật khi dạy người xuất gia chẳng hạn, khi bước vào chùa thì cổng chùa bước chân nào, tức là mình phải chính niệm đấy, cái này dạy chúng ta là bước chính niệm. Nhớ, đi nhiễu Phật thì nhiễu về phía nào, tất cả những cái này đều dạy chúng ta cái để chúng ta phải có tỉnh giác, có chính niệm là chính. Đó. Chứ còn không phải chúng ta bước vào nhầm vào cửa này, cửa kia là chúng ta có tội. Cái đó lại không đúng. Đi ra cửa này, đi ra cửa kia là có tội. Cái cửa nó chỉ là cái cửa để đi thôi. Bản chất nó là như vậy. Nó không có vì nó mà nó làm cho chúng ta có tội hay không có tội. Hay chúng ta dẫm vào cái bậu cửa là có tội cũng không phải. Nhé. Đó. Nên thì về cái câu hỏi này, Thầy cũng xin trả lời như vậy. Cho nên các Phật tử cứ thoải mái vào chùa, đi cửa nào cũng được. Nhà chùa mở cửa nào thì mình đi cửa đấy. Còn nếu mà có một số chùa quan niệm mà nghĩ là phải đóng cửa giữa thì chúng ta đi cửa hai bên. Mà cũng không nhất thiết phải nhớ là đi bên nào, bên trái hay bên phải. Cái việc này là đối với Phật tử là chúng ta rất thoải mái nhé. Không có hạn cuộc trong những cái quan niệm này. Kính bạch Thầy, con đi một số chùa, thấy ban Phật thì cúng đồ chay, nhưng ban của Đức Ông lại vẫn cúng đồ mặn rượu thịt. Như thế có đúng không ạ? Con xin Thầy giải thích cho chúng con được hiểu. Ở đây, các Phật tử muốn hỏi là hỏi tại sao ban Đức Ông lại để cúng đồ mặn, rượu thịt.
Thì kính thưa đại chúng, đức ông ở chùa, nếu mà xét theo lịch sử Phật giáo thì đức ông chính là ngài Cấp Cô Độc, một vị cư sĩ hộ pháp rất lớn thời Đức Phật còn tại thế, có công lao rất lớn. Nghe không? Bên nam giới thì có ngài Cấp Cô Độc, bên nữ giới thì có bà nữ thí chủ gọi là Visakha. Đấy, đều là những vị đại hộ pháp cho Đức Phật thời ngài còn tại thế. Thế và chúng ta biết ấy, ông Cấp Cô Độc, tức là ông Đức Ông đấy, đã hiến cả cái gia sản của mình, bao nhiêu là tiền vàng để mua đất, mua hạ một cái vườn Thượng Uyển đấy để cất tinh xá, gọi là tinh xá Kỳ Hoàn bây giờ đấy. Thế cho nên ấy, ngài Cấp Cô Độc xứng là một vị đại hộ pháp, cho nên ngài mới được thờ trong chùa và ở cái vị trí là hộ pháp. Thế thì đại chúng biết rồi, thường cái người mà bảo vệ đấy thì bao giờ trong mặt cũng phải giữ, cũng phải đỏ. Đỏ tức là thể hiện cái nhiệt huyết, một cái quyết liệt. Đấy, thế cho nên trong mặt ngài cũng rất là giữ, nghiêm. Thế như vậy mới hộ trì Phật Pháp được. Ngài Cấp Cô Độc cùng với hai ông hộ pháp trong chùa đều là hộ pháp. Thế thì Phật tử mình, nhân dân mình thì không biết, thấy ngài Cấp Cô Độc mặt đỏ như vậy, ngài Đức Ông mặt đỏ như vậy, tại nghĩ là ngài phải uống rượu mặt mới đỏ. Thế rồi nghĩ ngài là cư sĩ, cho nên là ngài phải ăn thịt. Thế cho nên mới mang thịt, mang rượu đến cúng cho ngài. Nghe không? Để cho ngài được đỏ mặt. Nghe không? Cái quan niệm như vậy nó là không đúng nhé. Thế thì chúng ta biết rồi, đã là Phật tử thì trong năm giới thì đã có cái giới là cấm uống rượu rồi mà. Phật cấm uống rượu. Thế tại sao chúng ta lại mang rượu đến để cúng cho ngài? Ngài là Phật tử thuần thành mà sau này ngài còn chứng thánh quả đấy. Ngài cũng vào thánh quả. Đó. Thế thì chúng ta không thể đem rượu đến cúng ngài. Ngài là Phật tử nên chúng ta cúng đồ chay tịnh cho ngài cũng rất hợp lý thôi. Nghe không? Nhá. Thì cái này là do chúng ta hiểu lầm nhá. Chúng ta hiểu lầm và Đức Ông mặt đỏ là do rượu, cho nên cúng rượu cúng thịt cho ngài. Đấy. Thế thì cái điều đó không đúng. Thầy mong tất cả các Phật tử từ nay trở đi nghe hiểu rõ điều này, chúng ta không có bày những cái đồ cúng lên ban Đức Ông, nó không hợp với đạo lý, không lợi ích. Kính thưa Thầy, nhiều khi con muốn đi chùa nhưng do chưa chắc chắn nên không dám nói trước là sẽ đi chùa, vì có một quan niệm cho rằng đã hứa, đã nói đi chùa vào ngày nào thì đến ngày đó phải đi, không đi thì sẽ mắc tội. Con xin Thầy cho con hỏi quan niệm ấy có đúng không ạ? Kính thưa đại chúng, Thầy cũng được nghe cái điều này. Một số Phật tử cũng nên bạch với Thầy, bảo con không dám hứa đâu Thầy ạ. À, con đã hứa là đi chùa mà con không đi là con phải tội. Vậy thì theo quan điểm đạo Phật thế nào? Thì kính thưa đại chúng, nếu chúng ta hứa đó mà chúng ta không làm đúng lời hứa thì là chúng ta gọi là thất hứa. Thất hứa thì không tốt, nghe không? Đã hứa thì cố gắng làm đúng lời hứa. Nghe không? À, tất nhiên ở đây Thầy nói là những cái lời hứa mà nó là lời hứa chân thiện thì chúng ta cố gắng và đặt quyết tâm làm bằng được. Thế còn có những người lỡ hứa với những cái việc ác thì chúng ta phải bỏ. Trước đây mình u mê, mình không biết, phải không? Mình hứa, mà hứa những cái việc ác, việc xấu với người xấu, người ác, làm những việc ác. Thì nay mình giác ngộ, mình biết điều ác thì mình bỏ. Cái đấy không có tội mà phải bỏ. Thầy nhớ câu chuyện ngày xưa Đức Phật ấy, ngài cũng hứa với mẹ cô Ma Đăng Già đấy. Vì cô Ma Đăng Già cô yêu ngài A Nan, cô muốn lấy ngài A Nan không? Cô khăng khăng mà không cho lấy là cô sẽ chết. Nghe không? À, thế trên mẹ của cô Ma Đăng Già đến bạch Phật ấy, Phật cũng hứa bảo tôi được, ta sẽ cho cô lấy A Nan, nhưng bây giờ cô phải cạo tóc đi tu. Thế thì cô này vì yêu ngài A Nan cho nên chấp nhận luôn. Nếu mà Phật cho con xuất ra rồi cho con lấy A Nan thì con cũng chấp nhận. Thế là Phật mới cho ni chúng đến cạo tóc xuất ra cho cô Ma Đăng Già này. Nghe không? Vào trong ni đoàn rồi tu hành thì cô phải theo chúng tu hành. A Nan thì ở bên tăng, đâu có gặp nhau được. Thế cô vào thì các ni sư dạy cho tu một thời gian thì cô chứng quả. Chứng quả rồi thì cô cũng áy náy lắm. Cô bảo con bạch Thế Tôn ngày xưa thì con xin Thế Tôn hứa cho con là con vào trong xuất gia xong rồi thì con được lấy A Nan. Thế bây giờ thì Phật hứa với con rồi, bây giờ thì con không biết thế nào.
con đòi lấy Ananda thế nào? Thế Phật bảo là con hãy tự biết cái việc đó nó đã tự giải nghèo khi con xuất gia tu hành, còn chứng quả mọi cái lời hứa thì nó tự giải, nó không còn có giá trị gì cả nhé. Đấy thì cái việc này ở đây thầy nói thế, đối với cái việc cái lời hứa, nhất là lời hứa đi chùa thì cái đó nó cũng không phải vấn đề gì. Ở đây thầy chỉ nói quan niệm về lời hứa, đã hứa thì cố gắng thực hiện, không thực hiện thì mình gọi là không giữ lời hứa nhé. Thế cho nên Phật tử nếu hứa đi chùa hay này khác, nếu có lỡ vì bận việc gì đó đặc biệt thì cũng không ai bắt tội mình nhé, không Phật không thánh nào bắt tội mình cả nghe không? Vì mình chỉ hứa là ngày đấy em đi chùa, nhưng lỡ ngày đấy bố mình bệnh phải đi viện mình không đi được, không sao nghe không? Vì cái này nó không phải một cái ràng buộc gì, nó không có tính chất kể cả về mặt pháp lý nhé, mà cũng không có ai đứng ra để bắt tội mình cả nhé. Thì cái đó nó không phải là có tội, nhưng chúng ta cũng không nên thất hứa nhé, không nên thất hứa, cố gắng. Kính bạch thầy, theo quan niệm dân gian, đầu năm đi vay, cuối năm đi trả. Đầu năm người ta đều đi đền, đi chùa để kêu cầu xin được phù hộ độ trì, như là hình thức vay vốn giúp cho việc kinh doanh sản xuất buôn bán thuận lợi, may mắn. Và có vay thì cũng phải có trả. Cuối năm làm ăn được thì họ lại đi lễ tạ. Con không biết là đi vay như thế thì có giúp cho việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi hay không ạ? Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Phật tử này hỏi rằng trong quần chúng nhân dân thì có cái tục truyền nhau là đầu năm đi đến đền chùa để đi vay, lễ Phật, lễ Thánh để vay vốn, cuối năm rồi đi trả. Mà chúng ta thấy đặc biệt nhất là đền Bà Chúa Kho. Mà mọi người rất là hay đi đến đó để vay vốn Bà Chúa Kho. Thầy cũng có mấy anh bạn làm kinh doanh cũng bảo rủ nhau đi Bà Chúa Kho để vay vốn đầu năm. Đương nhiên vay thì phải trả, cái luật ở đời cũng thế, vay thì phải trả, và cuối năm thì đi trả. Thế thì thầy cũng có mấy anh bạn kinh doanh, thì trước đây anh cũng thấy đi vay, thầy cũng khuyên rồi bảo không cần phải thế. Anh bảo không phải đi vay thế thì mới có lộc, đây là vay được lộc thánh để làm ăn nó mới ra lộc. Thế nhưng mà thầy cũng có gặp anh bạn ấy, anh bảo có năm nay khó khăn quá, nghe không, quá khó khăn luôn, và trên khó khăn rồi thôi thì lại khất các cụ không đi trả nữa. Đó. Thế thầy bảo thế anh bảo đi vay anh có lộc, thế mà sao vay lại làm ăn khó khăn? Mà đúng là thầy nói là kinh doanh cái anh ấy là làm về bất động sản, đúng cái đợt bất động sản nó xuống giá thì cho nên anh thua lỗ trầm trọng luôn, suýt nữa là phá sản luôn đó. Thế thầy bảo đấy cũng đi vay vốn của vay đền Bà Chúa Kho đấy. Thế thì vậy thế nào? Cái điều này hoàn toàn đối với trong Phật pháp thì hoàn toàn cũng là một việc mê tín không đúng nhé. Phật Thánh có cho mình vay thật không? Các ngài làm gì có tiền mà cho, làm gì có tiền mà cho mình vay? Tượng Phật, tượng các vị thánh hiền cũng thế, đâu có các ngài là tượng, chứ còn mình có thấy Phật hiện ra để cho mình tiền vay đâu, xuất tiền cho mình vay đâu. Thế thì chẳng cần đến ngân hàng nữa, nghe không? Thế cho nên cái việc này nó không hợp lý. Thế rồi bảo đi vay bằng cái tiền âm phủ đấy, mang về xong đặt lên ban thờ, đấy gọi là vay, cũng không phải nhé. Thì cái điều này nó chỉ là một cái quan niệm sai lầm. Nhá, quan điểm nó cũng là mê tín đó, nhá, rất là mê tín. Mà Phật thì Phật dạy là sao? Cái việc làm ăn kinh doanh của chúng ta nó thăng tiến hay là thất bại nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có cái yếu tố thứ nhất ấy là phước đức của mình, phước báu của mình. Cái người ta phước báu đến kỳ nó trổ quả thì mọi việc nó may mắn, hanh thông, thuận lợi. Cho nên người ta gọi là phước trí tâm linh, nghe không? Phước trí tức là khi phước báu nó đến thì tâm nó linh thông, tính toán mọi việc nó đâu ra đấy, tính cái gì trúng cái đó, làm cái gì được cái đó. Thế còn họa lai thần ám, khi họa mà nó đến thì thần trí nó hôn ám, nó không tính ra được việc. Đó. Nên đối với nhà Phật rất rõ. Cho nên ý, trong cái kinh doanh thế nó phụ thuộc vào cái phước báu của mình rất là nhiều. Người mà bạc phước ý, thì làm việc nó khó được, khó thành là như vậy. Nhé. Thế rồi còn phụ thuộc vào trí tuệ mình, rồi vào nhiều các mối quan hệ nữa, nó phải vận động rất nhiều thứ. Nhà. Nếu mà mình không có trí tuệ, không biết tính toán gì cả, cứ ý ra đấy thì làm ăn có được không? Không được. Wow. Cho nên ấy, cái việc kinh doanh nó không phải đơn giản là đi vay vốn, đi đến chùa, đi đến đền, xin vay tiền của Phật, của Thánh, mà tiền là tiền âm phủ, rồi về để mà chúng ta kinh doanh, chúng ta sẽ phát triển được, cái đó hoàn toàn là không đúng. Nhớ, cho nên với đạo Phật chân chính ấy, chúng ta hiểu được Phật pháp chân chính thì chúng ta phải làm sao?
chúng ta phải chăm tích lũy phúc báu, nghe không? Rồi trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng ta cũng thế, phải thật là tổ chức thật tốt và một cái bộ máy thật tốt, rèn luyện anh em cán bộ công nhân viên được những cái đạo đức kinh doanh thật tốt. Chúng ta làm tốt, rồi chúng ta có những cái cách tiếp thị với thị trường, người ta gọi là marketing đấy, làm thật tốt. Những cái đó thì chúng ta sẽ phát triển tốt thôi, nghe không? Nó rất là đúng. Thế là bên cạnh đó mình cũng phải có cái phúc báu đấy, phải tích lũy phúc báu, nó sẽ trợ duyên cho nhé. Chứ không phải cứ đi vay như thế xong rồi lại phải trả. Cũng có rất nhiều người là không trả được đấy, không dám đi lấy trả nhé. Mình lỗ vốn đấy, mình phá sản rồi có đi trả gì đó đấy. Thế thì cái điều này là thầy xin trả lời cho các quý Phật tử để chúng ta tránh một cái quan niệm sai lầm, một cái lòng tin nó mù quáng nhé. Kính bạch Thầy, nhà con không dám xê dịch di chuyển bát hương, thắp hương cả năm nhưng đến ngày 23 tháng Chạp mới được tỉa chân hương. Vì sao cứ đến ngày đấy mới được tỉa chân hương ạ? Con muốn tỉa vào những ngày khác thì có sợ động bát hương không ạ? Chân hương cũ thì nên xử lý như thế nào? Đấy, Phật tử này chắc là cũng mới đi học Pháp à? Cái này Thầy xin thưa là với cái việc tỉa chân nhang ở bát hương gia đình nhà mình ấy, thì chúng ta có thể tỉa thường xuyên được nhé. Không đợi đến ngày ông công ông táo này mới tỉa đâu. Chân nhang nó đầy nên nó rất dễ cháy, nó cháy mà không khéo cũng rất dễ có thể xảy ra hỏa hoạn, nghe không? Cho nên Phật tử cứ thường xuyên tỉa chân nhang, giống như chùa mình ngày nào cũng tỉa chân nhang đây này, nên để còn lại ba nén, ba cái chân nhang thôi là được, nghe không? Còn đâu cái chân nhang tỉa rồi ta đem ta đốt hóa đi, ta đốt lấy cái cho ta bón vào gốc cây bình thường nhé. Đó, cái đó không có vấn đề gì và không có động bát hương gì cả. Thầy đã nói về ý nghĩa bát hương rồi. Bát hương nó chỉ giống như một cái sim điện thoại để từ đó mình câu nối với thế giới tâm linh thôi. Mà thật ra là không có bát hương thì cũng còn không sao cơ mà nhé. Nhưng mà chúng ta thấy có bát hương thì nó âm cúng, và chúng ta khi đứng trước bát hương mình cảm thấy nó linh thiêng, mà mình thấy gần gũi với thế giới tâm linh, thế thôi nhé. Cho nên cái việc mà lau chùi tỉa chân nhang là bình thường. Ở đây có một bạn hỏi rằng, bạn này xin được giấu tên: con kính bạch sư phụ, hôm nay con xin phép được bạch sư phụ chuyện của con. Chuyện này đã xảy ra một thời gian rồi, nhưng nay con mới đủ dũng cảm để hỏi, vì con lo lắng đến hậu quả mà bạn con sẽ phải chịu ạ. Không biết là cái gì đấy. Con bạch sư phụ, con có quen một bạn nữ tại khóa tu mùa hè năm 2019, và chúng con yêu nhau một thời gian sau đó. Như vậy là cũng rất là nhanh thôi. Khóa tu mùa hè 2019 thì mới kết thúc được mấy tháng, nghe không? Như vậy là hai bạn này cũng mới yêu nhau được mấy tháng. Nhưng hai chúng con yêu xa tức là không ở gần nhau, thỉnh thoảng mới có cơ hội được gặp nhau. Trong thời gian yêu nhau thì con thấy bạn ấy là một người hiểu biết Phật Pháp và luôn tỏ ra tinh tấn trong các công việc Phật sự được giao, trong các khóa tu cũng như các việc khác. Nên bản thân con và mọi người xung quanh, những người biết đến bạn ấy rất tin tưởng bạn ấy. Nhưng một ngày con phát hiện ra bạn ấy yêu một lúc tới 4 người khác nữa. Không chỉ có riêng con có đầy đủ bằng chứng về việc này ạ. Họ nhắn tin với nhau như vợ chồng. Khi biết được sự thật, con vô cùng đau khổ và ngay lập tức chia tay với bạn ấy, chia tay trong hòa bình. Vì con được học Phật Pháp nên kìm chế được bản thân không làm những điều dại dột. Nhưng được một thời gian ngắn sau, vì con còn thương nên con vẫn nói chuyện với bạn ấy qua mạng xã hội, và bạn ấy lại tiếp tục định lừa dối con thêm một lần nữa. Khi nói với con là đã bỏ hết các mối quan hệ khác rồi, nhưng lại một lần nữa con phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Sư phụ thấy con có đau khổ không ạ? Đau khổ, rất đau khổ. Sư phụ thấy con có đau khổ không ạ? Nếu không biết đến Phật Pháp, chắc con tự kết liễu đời mình ngay rồi ạ. Không được. Và bạch sư phụ, nay con vì lòng còn thương
và con muốn bạn ấy hiểu được việc mà bạn ấy đang làm sẽ có những hậu quả không tốt đến với chính bản thân bạn ấy. Nên con kính thỉnh sư phụ giảng giải cho bạn này và những người có hành động như vậy biết sau này sẽ phải chịu những nhân quả như thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Các con nghe rõ cái câu hỏi của bạn này chưa? Hoàn cảnh của bạn này. Đó, tức là bạn này có quen một bạn gái trong khóa tu mùa hè 2019, rất là gần đây thôi, mới được mấy tháng. Sau đó hai người tiến đến yêu nhau, từ tình bạn chuyển thành tình yêu. Thế và trong khi yêu thì mấy tháng thôi, nhưng mà bạn trai này thì phát hiện ra cô bạn gái này một lúc là quen với 4 người nữa. Đấy, yêu 4 người khác nữa, tức là với bạn ấy nữa là 5. Cho nên là bạn đã buồn khổ và chia tay. Chia tay nhưng mà lòng vẫn vấn vương. Cho nên rồi vẫn qua mạng xã hội vẫn trao đổi với nhau. Nhưng mà sau đó rồi gặp nhau rồi cũng lại phát hiện ra bạn này vẫn không thật lòng. Bạn ấy tuy bạn nói là đã cắt bỏ các quan hệ rồi, nhưng mà rồi vì một cái nhân duyên nào đó, bạn trai này vẫn phát hiện ra bạn ấy vẫn là giả dối. À, cho nên bạn ấy đau khổ lắm. Bạn nói rằng là nếu mà con không biết Phật Pháp thì con kết liễu cuộc đời con rồi. Bây giờ bạn ấy vẫn còn thương bạn gái này. Nhưng bây giờ bạn thương mà chắc là có chuyển hóa rồi. Cho nên bạn thương, bạn không muốn người bạn gái này chịu một cái hậu quả không tốt. Tức là bạn trai này cũng là có tin vào nhân quả rồi, nghe không? Và bạn viết cái câu hỏi này cũng là một cái tờ gọi là tâm sự giải bày lên đây, lên sư phụ và lên tất cả đại chúng. Và xin Thầy có cái lời gọi là khuyên giải ra sao? Thế thì với cái câu hỏi của bạn trai này á, thì sư phụ xin chia sẻ thế này. Thứ nhất, chúng ta biết cái chuyện mà yêu đương nam nữ là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Wow. Các con đến với nhau, đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta ở trên đời này, chúng ta gặp người bạn như thế nào, gặp được người yêu như thế nào, cũng phải gì? Nằm trong phước báu của mình. Vừa rồi các con mới nghe bài giảng vừa xong đấy. Con gặp được người bạn tốt, người yêu tốt là trong nhân duyên phước báu của mình. Con không gặp được người bạn tốt, người yêu tốt thì cũng là trong nhân duyên phước báu của mình. Nghe không? Các con phải nhớ nhé. Ở đây tất cả các bạn trai hay bạn gái đều phải tư duy như vậy. Cho nên ấy, cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình nó phụ thuộc vào cái phước báu, cái nghiệp báo của mình. Phước báu và nghiệp báo, các con ạ. Nhớ, cái nghiệp báo là cũng chung cả. Trong cái nghiệp ấy, nghiệp báo á, nó có cái phước báu. Cái nghiệp của mình nó không có phước thì mình sẽ gặp phải những người bạn không tốt, người yêu không tốt. Cho nên về phía bạn trai này, trước hết phải tự mình suy xét chính mình. Mình tự suy xét mình. Mình cũng đã phải từng trong quá khứ gieo những cái nhân chưa tốt. Nghe không? Cho nên hoàn cảnh đời này, kiếp này, mình gặp những người bạn gái chưa tốt như vậy, người ta không một lòng với mình. Nghe không? Mình phải xét lại chính mình trước đã. Chứ có những người, người ta gặp một người là rất trung thủy, vào trọn vẹn luôn, cũng không phải thay đổi nhiều lần. Đấy. Tất nhiên các con biết, ngày xưa thì cái duyên để mà thay đổi nhiều lần nó ít hơn. Cái thời đại ngày xưa, về phương tiện thông tin nó cũng ít, phương tiện đi lại cũng ít. Cho nên người ta thì ở trai làng nào lấy gái làng ấy là cùng thôi, cùng lắm sang đến làng bên. À, vì có đi được xa đâu. Còn bây giờ các con thì bay vèo vèo, nghe không? Đây vào Sài Gòn, đi ra nước ngoài cũng được. Rồi thông tin trên mạng, ở đây nói chuyện với tận ở Mỹ, ở đâu cũng được, kết bạn bốn phương được. Cho nên ấy, cái duyên bây giờ là cái duyên các con rất dễ có thể thay đổi. Người xưa thì khác hơn. Mà hai cái nó đều có cái hay cái dở của nó. À, người xưa người ta ít có cái duyên thay đổi, thế mà người ta lại bền, lại chặt, lại hạnh phúc. Các con bây giờ thì có cơ hội, có duyên để thay đổi. Không thích người này, thay người khác, thay như thay áo, nghe không? Nhưng mà rồi lại khó bền.
Đó. Cho nên được cái này có khi lại mất cái kia. Thế thì ở đây ấy, trước hết Thầy nói tâm sự với bạn trai này thì bạn trai phải tự xét lại mình đã. Mình cũng có cái duyên, cái nhân duyên là mình cũng còn thiếu một cái phần phước trong cái việc kết bạn và có người yêu. Nghe không? Có người yêu. Đấy về phía mình để mình tự kiểm mình lại, để mình sẽ nỗ lực. Nha. Thế thứ hai, bạn gái này nằm trong cái nhân duyên của bạn trai này, nhưng bạn gái này lại còn có nhân duyên với những người bạn trai khác. Đó. Cho nên ấy, người bạn gái này cũng phải xét. Người bạn gái này ở đây, ấy, Thầy cũng nói người bạn gái này cũng phải xét. Nếu người bạn gái này chủ động làm những cái việc mà gọi là tình tay ba, tay tư, tay năm như thế này, nghe không? Có thể bạn ấy tính cái chuyện là yêu nhiều như thế để mình chọn lấy một anh, nghe không? Anh nào nhất thì mình lấy, mình chọn. Thế nhưng mà khi mà xác định đã gọi là yêu thì nó khác với bạn, các con ạ. Là bạn, các con có thể 5, 7, 10 bạn thân không sao. Nhưng đã xác định gọi là yêu, khi các con đã nói một từ là yêu nhau, em yêu anh yêu em, thì là phải một lúc là chỉ một thôi. Đấy, cho nên các con cẩn thận, bây giờ tuổi trẻ các con thì dễ dãi lắm. Ai cũng nói yêu được, không những nói yêu mà nói chồng vợ luôn được. Nghe không? Dễ đến như thế, cho nên vì thế các con xem nhẹ lắm, xem nhẹ cái tình cảm lắm. Cái này thì sư phụ cũng không tán đồng với các con đâu, nghe không? Mới chơi với nhau vài ngày đã gọi chồng gọi vợ được rồi, nghe không? Rất là dở, nó nhạt hết cả đi. Cái từ ngữ không dùng đúng ấy các con ạ, sau này nó rất ảnh hưởng đến mối quan hệ. Trong Phật Pháp nhà mình gọi là phải chính ngữ, các con dùng ngôn ngữ là phải đúng, chính ngữ, chính danh, đúng việc. Chưa phải vợ không được gọi vợ, chưa phải chồng không được gọi chồng, nghe không? Gọi như vậy nó sau này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ các con dễ dãi quá cho nên là gọi nhau như thế và từ đó mà xem nhẹ đi. Ngay cái từ gọi là yêu đấy, các con thấy người xưa người ta nói được từ yêu rất là khó và phải làm bạn rất lâu rồi mới được dám cầm tay nhau, rồi mới dám nói yêu nhau là rất khó đấy. Đấy. Ngày xưa sư phụ có học tiếng Nga mà mãi về sau kêu bạn trai này mới nói được cô gái là ở trong thang máy mới nói được là anh yêu em. Đấy. Khó khăn lắm. Còn bây giờ các con thì dễ quá, nghe không? Thế cho nên ấy, ở đây sư phụ nói cả hai giới nam và nữ, các con đều rất là cân nhắc, nghe không? Bạn thì có thể rất là thoải mái rất nhiều, nhưng khi đã chọn ai là yêu thì ta lúc ấy chỉ có một người yêu đã. Còn sau này yêu mà hết yêu rồi bỏ thì tìm người mới, không sao, nghe không? Chứ còn lúc mà đã chọn là yêu, đã nói là yêu thì ta không được một lúc gọi là yêu 4, 5 người. Cái đó không đúng cái nghĩa của chữ yêu, của tình yêu. Thế thì bạn gái này, nếu bạn ấy cả 5 người bạn trai bạn ấy đều nói là em yêu anh cả thì bạn cũng vi phạm rồi. Và cái này nó gọi là phạm cái nội dung của từ yêu rồi. Đương nhiên các con biết đấy là tâm đấy. Có thể bạn ấy chọn mà nghĩ là cứ yêu đi, anh nào mình cũng nói yêu hết để mình chọn. Nhưng rồi các con biết nhân quả thì nó vẫn không có chừa ai, nghe không? Nếu không thì bạn ấy có nói là bạn thế, nghe không? Thôi em làm bạn với các anh cả thôi, cứ chơi cho thoải mái với các bạn. Bao giờ trong các bạn này thấy ai mà đặc biệt nhất, phù hợp với mình nhất thì mình mới nói lời yêu, nghe không? Thì nó không vi phạm, tức là không tạo ra cái nhân quả xấu, nha, nhân quả xấu. Còn nếu mình nói rằng ai mình cũng yêu, anh nào cũng yêu, 5 anh đều yêu cả 5 anh, thì mình đang bị tạo cái nhân rất xấu. Sau này mình cũng sẽ mắc cái quả báo, nha, mắc cái quả báo do chính cái nhân xấu này. Quả báo là gì? Mình cũng thế, sẽ không có được người chung tình, nha, với mình, chung thủy với mình đâu, nhé. Vì ai mình cũng nói yêu như thế, nó không đúng. Thế rồi sau này ấy, có khi chính mình cũng sẽ bị cô độc, nha, chính mình sẽ bị cô độc. Cái người mà dối gạt trong tình yêu thì rất dễ bị cô độc nhé. Dối gạt trong tình yêu, không chân thật trong tình yêu thì người ấy sau này cũng sẽ bị cô độc,
sẽ bị người khác dối gạt, quả báo cũng sẽ là cái sự đau khổ. Đấy. Thế thì ở đây ấy, hai phía bạn trai thì phải tự xem phần phước của mình, biết rằng mình cũng có nghiệp quả mới vớ phải bạn gái này, nghe không? Để mình gắng mình tự tích lũy phước báo cho mình. Bạn trai này phải tự nguyện từ ngày hôm nay con sẽ nguyện sống nghiêm túc, sống và sẽ sống thủy chung, chân thật. Chắc bạn trai này từ trong tiền kiếp cũng phải đã từng là đã dối gạt, cho nên kiếp này vớ phải cái người bạn gái này. Đấy, để mình trả một cái nghiệp quả, nha, chứ không phải không đâu. Thì bạn phải sống, nha, nó ảnh hưởng lắm đấy. Kiếp trước như thế nào các con ạ? Thì kiếp này mình sẽ sinh ra, kể cả gia đình mình sinh ra, nó cũng bị ảnh hưởng. Kiếp trước các con mà có phúc báu thì sinh ra trong kiếp này mình gia đình cũng có phúc báu tốt đẹp, nghe không? Mọi cái nó sẽ tốt. Thế còn nếu kiếp trước ta thiếu phúc thì kiếp này ta sinh ra từ gia đình mình, hoàn cảnh của mình cho đến con người mình cũng bị ảnh hưởng nhé. Để các con phải biết, để mình gắng tích lũy phúc báu cho chính mình. Khi các con mà tích lũy phúc báu tốt đẹp rồi, nghe không? Thì tự nhiên các con sẽ có những người tốt đẹp đến với mình. Cái đấy là chân thật. Các con đừng lo, phải học bà Mặt Lợi Phu Nhân vừa nãy đấy. Nghe không? Mình sống thật tốt đẹp, chân thành với mọi người, nhiệt tình mình sống tốt rồi, mọi việc tự nhiên sẽ có người tốt đẹp người ta đến với mình. Các con cũng không phải là đi tìm không mà được đâu. Nhớ, do trong phúc báu của mình, người ta gọi là trong phúc phần của mình, không có được người vợ tốt thì mình khó lắm, cho mình phải rèn, phải tích lũy và tu cái phước này. Nhớ. Thế còn bạn gái kia, bây giờ làm sao? Bạn biết nghe Thầy phân tích nhân quả thế này thì bạn phải tự mình tu tâm mình, không thể yêu một cách bừa bãi như thế được. Và khi đã nói lời yêu với ai là mình phải xác định với người đấy, nó rõ là tình yêu. Có thể không tiến đến được hôn nhân vì yêu là yêu, nhưng mà khi yêu là phải chọn lòng với nhau. Đó, chứ không thể là yêu anh này xong rồi cũng nói yêu với anh kia được. Cái đó là không đúng nghĩa tình yêu, mình vi phạm một cái nhân quả, mình cũng sẽ bị cái quả báo xấu, và Thầy nghĩ còn có thể rất xấu nếu người này cứ tiếp tục cái nghiệp mà yêu như vậy nhé. Rồi, Thầy xin trả lời cho bạn trai này như vậy, mong rằng bạn cũng sẽ nhận ra vấn đề, nghe không? Và bạn gái kia cũng thế. Có một bạn ở đây, thôi chắc Thầy không đọc tên, bạn có ghi tên đầy đủ nhưng Thầy không đọc tên, bạn ấy hỏi như này: Bạch Thầy, con đã chót gieo nhân xấu và đang phải chịu hậu quả khá nặng về tâm lý. Con xin thỉnh Sư Phụ trả lời giúp con làm cách nào để khắc phục cái lỗi lầm ạ. Bạn nói rằng vài tháng trước con cảm thấy chán đời và con đã đọc một bài báo về một con người cũng bị trầm cảm và tự tử, nên con đã nảy sinh ý định tự tử. Con đã đeo vòng dây vào cổ mình, nhưng vì con nghĩ đến bố mẹ nên con đã không chết nữa. Tuy nhiên, ý định tự tử vẫn ám ảnh con đến tận bây giờ, khiến con sợ hãi, hoang mang. Con phải làm gì để cân bằng lại cái tâm của mình ạ? Hay nói cách khác, làm thế nào để suy nghĩ tích cực hơn? Bạn này nó đang ở trong đại chúng của chúng ta đây. Thế thì kính thưa đại chúng, bạn này hỏi rằng là bạn ấy vì một cái lỗi lầm, bạn không nói lỗi lầm là việc gì, nhưng mà khiến cho bạn ấy rất là chán đời. Và khi mà bạn ấy nghe thấy rằng là có những người bị trầm cảm và tự tử thì tự nhiên bạn cũng nảy sinh ý định tự tử và cổ đã quàng dây vào rồi. Như vậy là rất nguy hiểm rồi đấy. Thế nhưng sau đó làm sao bạn nghĩ được đến cha mẹ, cho nên bạn ấy đã từ bỏ, bạn không tự tử nữa. Thế nhưng cái ý định tự tử nó vẫn ám ảnh. Thế thì ở đây Sư Phụ chia sẻ với tất cả đại chúng thế này: cái thời đại bây giờ đúng thật sự người tự tử rất nhiều, và trong tuổi trẻ các con rất nhiều. Thì đây nó cũng là một cái hệ quả của một cái xã hội phát triển, và nói chung thì nó là nghiệp quả của chúng sinh các con ạ. Bây giờ vậy làm thế nào đây các con? Thứ nhất, các con phải biết tự tử không giải quyết được nhân quả của mình, không giải quyết được tội lỗi của mình. Phải rõ cái lý này. Các con tạo tội xong các con sợ tội,
các con buồn khổ vì tội, các con đi tự tử, bảo là hết tội, chết là hết tội, không có chuyện chết là hết tội. Nếu các con đã tạo tội, tạo ra nghiệp rồi, nghiệp ác rồi thì chết, cái nghiệp ấy vẫn đi theo các con và sang kiếp sau nó vẫn trổ ra, các con vẫn trả nghiệp, trả ác, trả tội như thường. Nhá. Và người ta còn nói còn nặng hơn. Trong nhà thiền ấy, lấy ví dụ, có một con trâu á, nó đi cày, nó bị cái người nông dân ấy đeo cái ách vào cổ của nó. Thì con trâu này ấy, nó cày một lúc xong nó tức lắm. Nó lấy sừng rồi nó vùng vằng, nó phá cái ách ấy đi để nó không bị đi cày nữa. Thế thì các con biết sao? Sau khi nó phá tan cái ách đi rồi thì người nông dân về nhà chế tạo một cái ách khác tốt hơn, chắc hơn và ra cũng gông vào cổ nó và nó lại vẫn phải đi cày. Và đợt này thì ông đánh cho nặng hơn, phải đi cày nhiều hơn. Đấy. Cũng thế, các con cứ nghĩ rằng mình tự tử chết là hết tội, nhưng không phải, tội này còn nặng hơn. Các con mà dùng tự tử để mà nghĩ rằng cho mình hết tội, chạy tội cho mình, thì tội này còn nặng hơn nữa. Cái kiếp sau mình còn khổ hơn nhiều nữa. Nhé. Cho nên tất cả những bạn nào mà mắc vào những cái tình trạng buồn, chán, trầm cảm, thì ở đây Sư Phụ khuyên phải dứt ngay cái ý tưởng tự tử, vì tự tử còn khổ hơn nữa. Nhá. Các con không được nảy sinh ra cái ý tưởng đó, trừ bỏ ngay, không hết tội được. Đó. Thế rồi, ở đây vì cái hiện tượng trầm cảm nó cũng nhiều, thì ở chùa chúng ta, các con biết rồi, có những cái khóa lễ để giúp cho các con tu tập chuyển hóa cái nghiệp trầm cảm này. Thì trầm cảm thì nó còn có bị những cái nguyên nhân tác động khác nữa, có thể về thế giới tâm linh. Các con cũng bị những cái thế giới tâm linh họ ám ảnh, nghe không? Thì các con có thể về chùa thỉnh chư tăng lên làm lễ hóa giải những cái nghiệp, những cái oán kết này nhé, để nó không ám ảnh các con nữa. Cũng có thể có những bạn không phải là do tạo cái tội lỗi gì đâu, nhưng mà tự nhiên mắc trầm cảm, đó, stress, trầm cảm. Thế thì các con có thể có duyên về chùa để được chư tăng hướng dẫn làm lễ cho các con được chuyển hóa những cái nghiệp này nhé. Thế còn Thầy khuyên con bỏ ngay cái tư tưởng tự tử, nghe, và chịu khó nghe bài giảng của các Thầy. Khi nghe giảng, cái tâm mình nó sẽ sáng ra, lòng tin mình nó vững mạnh lên, và mình sẽ lạc quan lên. Đó, nhé. Chứ các con mà nghe đi lúc đã trầm cảm rồi lại đi tìm những cái người khác nặng nề nữa là mình sẽ bị đưa đến những cái tư tưởng rất là không tốt, rất nguy hiểm. Đó. Thì Thầy khuyên con như vậy. Mong rằng con ở trong pháp hội này thì con nghe được, nghe thì con sẽ chuyển hóa đi nha. Con xin kính chào sư phụ và toàn thể mọi người đã có mặt tại hội trường của con ngày hôm nay. Con là Hải Yên ạ, và con đến từ Thái Nguyên. Ngày hôm nay có đủ duyên đến với hội tu ngày hôm nay thì con có một câu hỏi muốn gửi tới Thầy và mong Thầy giải đáp ạ. Câu hỏi đó là: cần phải có tư duy và cái cách tư như thế nào để có được cái tâm làm một điều gì đó một cách trọn vẹn, không bỏ dở dang giữa trường nhé, là một cách có cái tâm kiên trì, kiên nhẫn làm đến cùng nhé. Và con xin cảm ơn thầy Duyên cũng rất là rất tuyệt. Câu hỏi thứ nhất của bạn Hải Yên ở Thái Nguyên, bạn hỏi rằng là phải tư duy như thế nào để mà có được cái tâm kiên nhẫn làm việc không dở dang, có đúng không? Thế thì cái này tức là vấn đề làm sao chúng ta có được cái đức kiên nhẫn đấy các con ạ. Trước đây các cái tấm gương kiên nhẫn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ trong cái thời đại mà công nghiệp 4.0 này thì nghe chừng cái gương kiên nhẫn hơi ít, Thầy thấy nó ít đấy. Cũng có thể nếu mà nhìn tổng quan á, thì cái nghiệp lực của chúng sinh cái thời nay nó nặng nề hơn những cái thời trước, gọi là cái phần ác nghiệp các con ạ. Thế thì cái đức kiên nhẫn là một cái đức rất cần thiết trong con người. Người ta gọi là kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Nhẫn một nhất tự thiên kim, một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Trong tu đạo của các Thầy cũng thế,
Phật gọi là nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Nghe không? Nhẫn nhục, kiên nhẫn là điều rất quý. Không nhẫn nhục, không kiên nhẫn được thì khó mà thành công. Trên bước đường mà chúng ta thành lập sự nghiệp thì các con biết đấy, không phải việc nó suôn sẻ đâu. Nó đầy chông gai chướng ngại, đầy khó khăn gian khổ. Nếu chúng ta không có cái đức kiên nhẫn thì không thể nào đi đến cùng được, đến đích được. Cho nên ai muốn thành công, người ấy đều phải tu cái đức nhẫn, nhẫn nhục này, kiên nhẫn này, kiên trì này. Nghe không? Thế thì cái đức nhẫn nhục này ở đâu mà có ra? Ở đây đã nói phải tu thì mới có đức nhẫn. Các con nhớ, những bạn nào hồi trẻ đến giờ thường được chiều chuộng nhiều, và cái gì đến với các con dễ dãi quá thì các con ít có được cái tính kiên nhẫn. Những bạn mà sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không được thỏa mãn ngay các thứ thì thường có cái tâm kiên nhẫn nhiều hơn. Cho nên người ta lại nói rằng khó khăn nhiều khi cũng lại là một cái nguồn năng lượng rất quý báu cho mình đấy. Khó khăn là cái duyên rất tốt. Đấy. Cho nên những bạn sinh ra ở những cái vùng quê mà khó khăn như là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, cái vùng mà luôn luôn mưa bão lụt lội, rất gian khổ, nắng nóng, mưa chan, thì thường những bạn đấy có cái tính kiên nhẫn nhiều lắm, chịu đựng gian khổ. Vậy thì ở đây á, để trả lời cho bạn Hải Yến cái câu này về tư duy như thế nào, thì các con thứ nhất phải tư duy về sự quý báu, giá trị của đức tính kiên nhẫn. Nghe không? Con phải thấy nó là giá trị như thế nào. Không kiên nhẫn thì khó mà thành tựu, khó đi đến đích của bất kỳ một việc nào, một công việc nào. Đó. Chúng ta khó thành công lắm. Cũng có thể nói rằng trên đỉnh của thành công không có dấu chân của những người mà lười biếng hay là không kiên nhẫn đâu. Không kiên trì, kiên nhẫn khó lắm. Đó. Thì các con phải tư duy để thấy được cái đức kiên nhẫn, cái đức nhẫn nhục nó thật là quý báu, thật là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Các con phải tư duy, đọc thêm những cái sách về những tấm gương mà kiên nhẫn để chúng ta học. Đó. Khi các con thấy được giá trị của đức kiên nhẫn trong tâm mình rồi thì bắt đầu các con thực tập. Các con bắt đầu thực tập. Đây là câu chuyện mà Sư Phụ đã từng làm với chính mình. Sư Phụ đọc câu chuyện Tấm Cám rồi. Nghe không? Khi mà mẹ của Cám, bà dì ghẻ đấy, muốn đi chảy hội thì bắt Tấm ngồi nhà, bà đổ một thúng thóc với thúng gạo vào với nhau. Bà bắt Tấm phải ngồi nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo. Đấy. Thế thực ra bà dì ghẻ này cũng đáo để với cô Tấm. Nhưng mà chính ra thì bà cũng lại giúp cho cô Tấm lại thành tựu được thêm cái tâm kiên nhẫn. Đấy là những phẩm chất rất tốt. Thế mà Sư Phụ đã học cô Tấm, đã có lần Sư Phụ cũng thế, đổ cả một ca gạo với một ca thóc vào với nhau, trộn tung hết vào xong bắt đầu ngồi để nhặt từng cái ra một. Nó cũng không phải dễ đâu các con ạ. Nó mỏi mệt, nó cũng chán. Đó, mình phải thực tập từ việc nhỏ. Thế thì các con sẽ tập từ việc nhỏ, những cái khó khăn trong việc nhỏ. Và các con tập dần thì mình mới có được cái đức nhẫn. Cái cây cũng thế, nó không tập qua những cái cơn gió, những cơn mưa gió thì nó không thể cứng cáp được. Cái đức nhẫn trong tâm các con cũng thế, các con phải được thực tập hàng ngày. Nghe không? Các con thực tập hàng ngày. Con có thể phát nguyện ngày hôm nay xin cho con có một vài việc để con nhẫn nhục, con chịu đựng. Hôm nay con xin có thể ai đó mắng con một câu, chửi con một câu, nói trái tai con một câu để con nhẫn xem sao. Nghe không? Các con thử sáng dậy mở mắt xin hôm nay mình xin được tu cái đức nhẫn nhục, kiên nhẫn. Và vừa nhẫn nhục vừa kiên nhẫn nữa. À, có ai người ta nói trái tai mình, người ta mắng mình. Mình vừa xin xong là người ta mắng mình luôn, có người mắng mình luôn, mắng oan luôn. Xem mình nhẫn, mình chịu được không? Nghe không? Đó, nếu con nhẫn được như thế, con vui vẻ được, thì dần dần cái đức nhẫn trong con nó sẽ có. Và đức nhẫn này vô cùng là quý các con ạ. Người tu đạo như các thầy, không nhẫn nhục không bao giờ thành tựu đạo được. Thế cho nên phải nhẫn nhục, phải kiên nhẫn. Trong nhẫn nhục nó có cả kiên nhẫn ở đó các con ạ. Nhá. Thế thì để có được cái này, các con phải thực tập hàng ngày.
Vâng, từng việc, từng việc, từng việc. Chứ không phải là không đâu. Các con phải tập với những việc khó, giống như người ta tập võ. Vâng, rồi kể cả những bạn thầy nói tập gym thế, đi tập gym không phải là dễ đâu. Thấy người ta thân hình đẹp như thế này, người ta cũng phải 3 năm, 5 năm rồi đấy. Rèn luyện rất là khổ, cũng phải rất là kiên nhẫn, kiên trì, chịu đựng thì mới được. Thế thì không có việc gì mà không có kiên nhẫn, kiên trì mà được cả nhá. Thì ở đây thì Sư Phụ nói là các con thứ nhất tư duy về giá trị của đức nhẫn, của đức kiên nhẫn, của nhẫn nhục. Các con phải tư duy thật kỹ và thấy nó là vô cùng quý. Để khi các con thấy nó là quý rồi thì các con mới quyết tâm thực hiện nó. Và sau đó chuyển thành cái việc hàng ngày tập luyện, rèn luyện hàng ngày. Thì sau này từ cái nhẫn nhỏ các con sẽ nhẫn được với các cái việc lớn. Các con mới bền bỉ, kiên trì, kiên nhẫn được với những cái mục tiêu lớn của mình. Và mình mới có thể thành công được. Thì Thầy chúc cho bạn Hải Yên cũng như tất cả các con, nghe không? Sẽ rèn luyện cho mình được cái đức kiên nhẫn, nhẫn nhục này. Con xin chào sư thầy và các bạn. Thì con tên là Lê Thành Luân ạ. Con đến từ câu lạc bộ Kiến Trúc. Thì con có một câu hỏi mong thầy giải đáp, đó là thầy hôm nay giảng về phước đức không ai cho, thì con muốn hỏi là không biết là phước đức của mình ấy thì có để dành cho ai được không? Ví dụ như con muốn dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ của con ấy, thì không biết là có cách nào để làm được không thầy? Và cái thứ hai thì con đã nghe qua thầy lần trước giảng về Vu Lan Báo Hiếu ấy, thì có đệ tử Phật đã từng xuống ngạ quỷ để cứu mẹ mình ấy. Thì có phải là cái ngày mà mình dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ là vào cái ngày Vu Lan không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, quả thực là một câu hỏi rất là hay đến từ một người con có lẽ là rất là có hiếu đấy. Câu hỏi thứ hai là bạn Lê Văn Tuân. Bạn hỏi rằng con có thể dành được phước đức cho cha mẹ hay không? Bạn cũng có lấy một câu chuyện có một người xuống ngạ quỷ để cứu mẹ. Thì hôm nay ấy, với cái chủ đề là phước đức không ai cho, thì bạn Tuân bạn hỏi thầy, hỏi sư phụ là vậy con có thể để dành phước đức cho cha mẹ được hay không? Hay là dành phước đức cho con cháu được hay không? Chúng ta biết rằng đã là phước đức là không thể cầm mà cho được. Không cho ai, mình cũng không đem cho được. Và mà chúng ta chỉ có cách để giúp nhau tạo phước thôi. Tạo nhân, tạo duyên và trợ nhân, trợ duyên để cho người khác có phước, tạo phước. Chứ ta không thể đem cho phước báu được các con ạ. Phước báu không đem cho được nhé. Không đem cho được. Đây là một quy luật, một nguyên lý. Nếu phước báu cho được thì Đức Phật, như Thầy nói đấy, đã cho chúng ta hết rồi. Và chúng ta đến xin Phật cho con tí phước, Phật cho hết rồi. Là mình giàu, mình không sung sướng. Và nhưng không thể cho được. Vậy thì ở đây, chúng ta nói rằng cha mẹ để phước đức cho con nghĩa là thế nào? Cha mẹ để phước đức cho con không phải rằng là cha mẹ chỉ đi làm việc phước không, nghe không? Cha mẹ làm việc phước rồi và phải dạy cho con mình biết làm việc phước. Và tại sao người ta vẫn nói cha mẹ làm phước thì con cái cũng được hưởng? Là vì con cái ở trong một ngôi nhà mà cha mẹ chăm chỉ làm phước thì chính con cái cũng được ảnh hưởng từ cái tâm, cái suy nghĩ của cha mẹ. Cho nên con cái cũng tự nhiên sinh ra biết làm phước. Giống như thầy sinh ra trong gia đình, ông bà, cha mẹ đều biết làm phước. Thì tự nhiên thầy cũng được ảnh hưởng, tâm thầy cũng thích làm phước. Cái đấy là cái coi như là cha mẹ cho mình đấy và giúp cho mình nhé. Chứ còn không phải là cha mẹ cho phước được các con ạ. Hay chúng ta cũng không thể cho phước cha mẹ được. Các con có thể đem của cải cho cha mẹ, nhưng mà gọi là phước thì không thể cho cha mẹ, nghe không? Nhé, không cho cha mẹ được đấy. Thế thì đây là một cái nguyên lý để cho các con biết về cái chỗ này nhé. Nhưng mà các con có thể làm phước vì cha mẹ được. Các con có thể làm phước vì cha mẹ. Ví dụ như là Ngài Mục Kiều Liên, Ngài có thể phát tâm cúng dường và cái phước báo ấy là phước báo hồi hướng cho cha mẹ. Thế đấy là mình làm phước cho cha mẹ. Làm phước, cái phước ấy làm cho cha mẹ thì được. Chứ còn phước báo thì mình không thể đem phước của mình để cho cha mẹ được. Đấy. Các con rõ không nào? Ta có thể làm phước cho cha mẹ. Vì cha mẹ mà mình làm việc này, việc phước này,
thì cha mẹ được hưởng cái phước đó. Đấy, các con có thể vì cha mẹ, các con làm một cái việc phước thiện gì đó thì cha mẹ được hưởng cái phước đó của các con nhé. Nhưng mà các con cũng không thể đem cái phước của mình để cho cha mẹ được. Đã, nhớ chưa nào? Cái này nó khác nhau, chỗ này các con phân biệt thật rõ. Có thể làm phước cho cha mẹ, làm phước cho con cái. Mình làm và cái phước ấy, cái quả phước ấy mình hồi hướng cho con cái thì con cái có thể được hưởng cái phước đấy. Nhưng còn phước báu của mình thì mình không cho con cái được, cũng không cho cha mẹ được. Các con rõ chỗ này không? Nha. Vâng, con tên là Kiên, con đến từ Thái Nguyên ạ. Kiên hả? Con có một câu hỏi về bản thân con thôi. Tức là trước khi mà con biết đến Phật ấy, là con biết đến Thánh. Và con cũng đã từng đi làm lễ ở cửa Thánh cũng khá khá. Và con cũng đã làm tôn nhang bát hương bản mệnh ở cửa Thánh. Sau đó thì cuộc sống của con nó cũng không có tốt đẹp lên và gặp rất là nhiều khó khăn. Và bản thân con thì là cũng chết đi sống lại rất là nhiều lần. À, tức là con đã từng bị tai nạn chấn thương sọ não. Và trong một cái quá trình điều trị và để con đứng được ở đây và về đây để gặp gỡ thầy và các bạn thì thật sự là đấy là một cái điều cái phước rất lớn đối với con. Và con có một câu hỏi là từ ngày mà con biết đến Phật thì con năng đi chùa vào những ngày mùng một hôm rằm và ăn chay. Và bây giờ con muốn hỏi một câu hỏi là hiện tại thì bát hương bản mệnh của con vẫn đặt ở cửa Thánh. Thì bây giờ con làm cách nào để con có thể con chuyển mọi thứ về để con quy, con tu tập ở tại cửa chùa? Đấy là cái điều mà con vẫn đang băn khoăn và trăn trở. Con cảm ơn Thầy. Bạn Kiên ở Thái Nguyên hỏi rằng trước khi biết đến Phật Pháp thì bạn ấy đã là một con nhang tôn nhang ở cửa Thánh, và trong cả một thời gian bạn đi theo cửa Thánh thì bạn rất là nhiều cái đau khổ và cả bị tai nạn cho đến chấn thương sọ não. Và đến hôm nay bạn được như thế này là một cái việc rất là hy hữu, được biết Phật Pháp bạn rất là mừng. Bây giờ thì bạn nói rằng bạn ấy đã từng gửi cái bát hương bản mệnh ở cửa Thánh rồi, và thì bây giờ làm thế nào? Thì ở đây Thầy nói với bạn Kiên thế này: nếu mà con mà đã phát nguyện quy y Tam Bảo làm đệ tử của Phật thì tất cả những cái gì trước kia con dính dáng đến bên Thánh, nghe không? Cho đến bên các tôn giáo khác, các đạo khác, các tín ngưỡng khác đều được hóa giải. Từ ngày khi con chính thức quy y Tam Bảo, chính thức đó, đúng Pháp, thì con được giải hết tất cả những cái gì liên quan đến cái cũ. Nghe không? Vì ở đây không có ai lớn bằng Phật. Đức Phật là tối tôn tối thượng nhất, không có trời thần nào, thánh nào bằng Phật được cả. Khi một người đã phát nguyện quy Phật thì tất cả những cái gì trước đây người ta thề nguyện với các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác đều được hóa giải và người ta chính thức là đệ tử của Phật. Nghe không? Con không phải bận tâm đến cái bát hương ấy nhé. Bát hương ấy nó đã được hóa giải từ khi chính thức con quy Tam Bảo. Nếu con quy Tam Bảo thật sự chính thức, chính tâm, thì tất cả những cái đó không phải bận tâm nữa. Hay là con có áo mũ gì ở bên đó cũng không cần thiết phải hóa giải gì cả, không lo nhé. Đấy là cái câu mà Sư Phụ trả lời cho con để con yên tâm. Nhiều người thì lo lắm, một số các bạn gái có thể cũng thế, không biết đi chỗ này xem bói, kia xem bói, người ta bảo phải mở, gọi là mở phủ rồi đi hầu thánh, thế là về mua khăn mua áo để đi hầu, nghe không? Và sau đó thì bạn hầu bạn không thấy tiến triển gì và cũng lại cũng tốn kém, thì các bạn cũng lo. Thế rồi sau đó biết có duyên được nghe Phật Pháp, bạn muốn đi theo Phật. Bây giờ đi theo Phật thì lo, không biết giờ ngày xưa mình đã lỡ bị gọi là chấm rồi, chấm đồng, chấm lính rồi, giờ không biết làm sao. Thế thì bạn lo lắm. Thì Thầy nói là con quy Tam Bảo xong là tất cả mọi cái nó được giải, về mặt tâm linh là nó được hóa giải hết rồi. Không phải bận tâm gì đến cái đấy nữa, nghe không? Không phải lo. Và cũng không ai, không một vị nào ở các cái tín ngưỡng tôn giáo kia có thể hại được con được khi một người đã chính thức quy Phật về mặt tâm linh. Nhưng họ không thể dùng tâm linh gì để hại các con được.
chỉ sợ các con không chính tâm quy Phật và giữ giới của Phật thôi. Con chính tâm quy Phật, con giữ giới của Phật thì họ không thể làm gì được các con nhé. Rồi. Kính bạch Thầy, con là tên là Giang và con đến từ Lạng Sơn. Con có một câu hỏi như sau, câu hỏi hơi dài một chút ạ. Gia đình của con thì không có em trai và chị gái của con thì đã lấy chồng và ở nhà làm nội trợ. Nên là toàn bộ hy vọng của bố mẹ con đều dồn hết vào con. Và bố mẹ con mong con sẽ làm rạng rỡ gia đình. Bố mẹ con muốn con trở thành một chính trị gia. Sau khi tốt nghiệp thì bố mẹ xin cho con vào làm ở một cơ quan. Nhưng mà sau một thời gian làm việc thì con cảm thấy con không chịu được áp lực và những cái điều không được trong sáng ở trong cơ quan ấy. Nghĩa là con phải đi tiếp rượu rất là nhiều, rồi con thấy mọi người ở đó thì mưu mô hẹp hòi và con thấy đấy là một nơi thật là vô nghĩa. Con bản thân con thì con chỉ muốn làm một công việc bình thường và dành thời gian còn lại để tu tập Phật pháp, nhưng mà bố mẹ con nói rằng như thế là nhu nhược, là yếm thế, thậm chí là bất hiếu vì con phải trở thành trụ cột của gia đình. Con có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu mà con vẫn tiếp tục làm việc thì con nên ứng xử như thế nào ở nơi làm việc? Bởi vì mọi người ở cơ quan đều nói rằng con thiếu hòa đồng, nhưng con lại nghĩ rằng nếu con hòa nhập thì con cũng trở thành bất thiện. Và điều thứ hai đó là con muốn biết rằng là cái nghiệp quả mâu thuẫn giữa con và bố mẹ là gì? Và con có thể làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn đấy, để bố mẹ con ủng hộ cho con theo đuổi tu tập Phật pháp ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Giang ở Lạng Sơn hỏi rằng gia đình bạn ấy không có em trai, chỉ có hai chị em gái, rồi chị lấy chồng. Bây giờ bạn ấy là người con còn lại duy nhất của gia đình để lo lắng cho cha mẹ. Cho nên cha mẹ rất là quan tâm, muốn bạn ấy trở thành một chính khách, một chính trị gia. Thế rồi sau đó bạn ấy được đi làm, xin vào cơ quan, nhưng mà ở cơ quan thì bạn ấy thấy ở cơ quan là một cái môi trường không phù hợp với bạn ấy. Bạn ấy thấy họ mưu mô hẹp hòi, vô nghĩa. Và bạn thì không muốn, bạn muốn là một người làm việc bình thường và để được tu tập Phật pháp. Thế bây giờ thì bạn ấy đặt câu hỏi là nếu mà bạn ấy muốn tiếp tục làm việc thì bạn ấy sẽ ứng xử thế nào với một cái tập thể cơ quan mà bạn ấy thấy nó không hợp. Thế thì thưa đại chúng, ở đây các con thì có những bạn đã đi làm rồi, có những bạn chưa, như con biết ấy, cơ quan, tập thể, công ty, xí nghiệp cho đến cơ quan nhà nước mà cũng không phải chỗ nào cũng được như ý chúng ta đâu các con ạ. Thế thì bạn đến cái chỗ tập thể này, đầu tiên thì Thầy nghĩ là bạn phải vào mình tìm hiểu đã, mình sống xem thế nào. Nghe không? Ở đây thì Thầy nghĩ không phải một tập thể người ta xấu hết cả, và cả một tập thể đều xấu hết thì nó cũng khó, cũng vẫn có người tốt. Nghe không? Mình cũng phải xem. Chứ nếu đánh giá ngay một tập thể người ta xấu hết cả thì cái đấy thì mình cũng cân nhắc lại một chút. Có thể là có nhiều người xấu. Nghe không? Trong tập thể đấy thì có thể cái tính xu nịnh, cái tính giả dối nó có nhiều, nhưng cũng có thể còn có những người tốt nhé. Nhưng mà bạn này thì vì bạn cũng học Phật pháp cho nên bạn cũng phát hiện thấy ở trong cơ quan của bạn ấy thì có nhiều những cái tật xấu của nhiều người mà bạn ấy thấy nó không phù hợp, cho nên bạn cũng buồn, bạn thực sự là buồn. Bây giờ thì bạn ấy làm sao bây giờ? Cái câu hỏi của bạn Giang này thì Thầy nói là cũng một số bạn trẻ cũng hỏi Thầy bây giờ con đi làm cơ quan gặp những hoàn cảnh này thì con làm sao? Thì các bạn phải cân nhắc cái việc xin việc bây giờ nó cũng không phải dễ, nghe không? Bố mẹ nhiều khi cũng phải tốn tiền mới xin được việc cho các con.
Mà vào rồi mà bây giờ mà bỏ việc thì là cả vấn đề với gia đình. Thì các con phải cân nhắc cái hoàn cảnh thực tế của mình đã, thiết thực đã nhé. Nếu mà cái môi trường ấy con thấy hoàn toàn không phù hợp với con chút nào, nghe không? Không phát huy được những cái đức tốt của con, những cái tính sáng tạo của con. Nhưng mà hoàn cảnh nhà con có điều kiện có thể thay đổi thì các con thay đổi. Còn nhà không có điều kiện thay đổi thì các con phải nhẫn, nhẫn để làm việc nhé. Chứ còn nếu mà mình thay đổi ngay là khó khăn. Bản thân mình không có việc làm, gia đình lại tốn kém, không làm được thì con phải xem xét hoàn cảnh cụ thể nhé. Cân nhắc kỹ đi. Thầy nói thế này, trong những cái môi trường á, nếu mà mình khéo biết học á, thì mình vẫn có thể học được con ạ. Nghe không? Thì cũng phải học, học được từ cái giờ người ta mình cũng rút ra được những cái gì. Thế con thì biết Phật Pháp rồi thì con sẽ ứng dụng Phật Pháp ở trong đó. Nghe không? Các con nhớ rằng là cả cái căn phòng nó tối thế này, nếu mà mình mà là một ngọn nến hay một ngọn đèn sáng thì mình cứ sáng không sao. Tất nhiên các con nhớ thế này này, ở đời thì nó cũng có, nếu không vào bè vào cánh với nhau có thể mình cũng sẽ bị người ta cho ra khỏi cái guồng máy. Cái này thì sư phụ có biết, nghe không? Thế nhưng các con ở đây phải bằng tất cả những cái gì con hiểu biết từ sự học Phật Pháp, rồi cái kỹ năng sống của con ở trong cái môi trường đấy, con cứ thâm nhập đi nhé. Cứ sống và mình vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình, nghe không? Con xem nó thế nào. Nếu khi thật sự con thấy là nó không tốt, thật sự không còn một ai tốt đẹp nữa và mình không thể ở trong môi trường đấy thì lúc ấy con mới lên thay đổi, con ạ. Chứ còn nếu mà con chỉ mới thấy sơ sơ, con đánh giá tất cả đều không tốt, mình bỏ ngay thì sư phụ nghĩ là có thể nó hơi vội vàng chăng. Thì con nên cẩn thận nhé, cân nhắc một chút. Nếu mà hoàn cảnh gia đình mình không cho phép mình thay đổi thì đừng vội mà thay đổi, nghe không? Thay đổi nó sẽ khổ rất nhiều, khổ nhiều hơn là con không thay đổi. Kiếm việc làm rất khó. Thế thì ở đây thì con cũng hãy coi cái môi trường ấy cũng là cái để giúp cho mình có được những bài học. Ở đâu cũng thế, mình đều rút ra được bài học. Tức là con ở hay con đi nhưng con phải rút ra được bài học ở đấy. Con coi như đấy là một cái môi trường để mình rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống thì vẫn là được, nghe không? Thứ hai, bạn ấy hỏi rằng cái nghiệp quả mâu thuẫn giữa bạn ấy và cha mẹ, wow. Thì đương nhiên ở đây á, các con biết rồi, giữa cha mẹ và con cái nó cũng đều có nhân duyên nghiệp quả với nhau cả. Nếu mà con mà được cha mẹ rất là yêu quý, thuận tình thì đấy cũng là cái phước của con. Thế còn cha mẹ thường lại hay bắt con trái ý của con, không hợp ý của con thì cũng đấy là cái nghiệp duyên của con nhé. Thì cái này con cũng nên làm sao mình là phận con thì đối với cha mẹ mình phải nên thuận ý cha mẹ thì tốt con ạ. Mình làm trái ý cha mẹ thì trong nhân quả nó đã là không tốt rồi. Người con mà có hiếu thì nên thuận ý cha mẹ, hoặc nếu không thì các con phải bằng trí tuệ mình phân tích để cho cha mẹ hiểu được cái việc mình làm và cha mẹ đồng thuận với mình. Thì cái đấy vẫn không có lỗi. Các con có thể không đồng ý với cha mẹ nhưng các con phải phân tích được để chuyển hóa được cha mẹ. Đó, thế còn nếu mà các con không thấy ra được cha mẹ là người có kinh nghiệm mà các con lại cứ thế khăng khăng cãi lại, chống lại cha mẹ thì các con là người con không tốt. Cái đấy nó cũng là bất hiếu nhé. Thì con phải xem xét cái chỗ này. Về mặt nghiệp quả thì con tự biết mình với cha mẹ như thế là có cái nghiệp quả có trục trặc một chút rồi, nghe không? Để mình xin sám hối với lại cha mẹ nhé, để cho cái nghiệp này nó nhẹ đi. Thứ hai nữa là con cũng thế, phải tự mình tích lũy lấy những cái phước báu của cho mình và những cái trí tuệ cho mình để cho mình làm sao đó có thể giúp cho cha mẹ mình chuyển hóa được, thì lúc ấy lại rất là tốt rồi. Đấy, nhà Phật mình thì phải lấy trí tuệ để mà chuyển hóa tất cả, nghe không? Từ trí tuệ chúng ta khiến chúng ta hành động có phước báu, và từ phước báu ấy nó chuyển hóa cái hoàn cảnh của mình. Con nhé, thế thì ở đây á, với bạn Giang thì sư phụ cũng khuyên bạn cũng thế, vẫn phải học cái gương của Mạt Lợi Phu Nhân, vẫn chăm chỉ tích lũy phúc báu cho mình đi. Con cứ chăm chỉ tích lũy phúc báu của mình, đến mức nào đó, một cái duyên nào đó, khi con đủ phúc báu, nhiều khi á, từ một người mà nó lại chuyển được cả một tập thể. Cái phúc báu người này mà đủ lớn, có thể con chuyển được luôn cả một tập thể đó, người ta cũng trở thành một cái tập thể tốt, chứ không phải chuyện thường đâu con ạ. Nhá, thì con cứ làm
tin sâu Phật Pháp mà con thực hành. Nghe không? Ở trong môi trường như thế, Thầy cũng đã từng gặp những người mà cũng là phụ nữ đấy. Họ rơi vào cái môi trường lúc đầu cảm thấy rất khó khăn, nhưng sau đó họ chân thật họ tu tập, họ chân thật họ rèn luyện. Thế mà sau đó cả cái tập thể đấy họ chuyển hóa thành một tập thể tốt. Các bạn, đấy từ người ta đấy, một người thôi mà người ta chuyển hóa được. Thế thì con cũng thử áp dụng cái này xem sao, cứ cố gắng, nghe không? Để mình thêm được bản lĩnh cho mình, thêm phúc báo cho mình, nhé. Con chào Thầy, con chào tất cả mọi người. Con tên là Hai, con đến từ Thanh Hóa. Thưa Thầy, là con trai của con thì hiện nay là hơn 4 tuổi rồi ạ. Năm con trai con được 1 tuổi thì nó bị ốm rất là nặng. Và con đã đọc kinh dược sư, nhưng mà con của con không đỡ. Một hôm thì vừa niệm kinh dược sư, vừa đọc chú Đại Bi xong thì con có nói là Phật, nếu mà Bồ Tát phù hộ độ trì cho con trai của con nhanh khỏi bệnh thì con sẽ ăn chay 1 tháng. Thì một thời gian rất dài sau thì con của con cũng khỏe và con cũng đã ăn chay, nhưng mà do công việc của con là giáo viên mầm non, ăn ở tại trường, cho nên là con chỉ ăn chay được có nửa tháng. Con ăn chay liên tục khoảng 3-4 lần như thế, nhưng mà mỗi lần thì chỉ được nửa tháng hoặc là 1 tuần. Hiện nay thì con trai của con đã hơn 4 tuổi, nhưng mà cháu lại không ăn thức ăn. Cháu ăn chay, ăn rau, ăn đậu, kiểu ăn rất là nhiều ấy. Có thể ăn được hơn 1 lát đậu, 2 lát đậu một lần, trong một buổi ấy ạ. Cũng hiền lành lắm, không bao giờ đánh ai. Con cảm thấy rất là sợ. Một phần là sợ là có khi là do là mẹ đã hứa nhưng mà mẹ không thực hiện được, nên là bây giờ là con phải thực hiện thay. Cái sợ thứ hai là hay là cái phước đức của con phải như thế. Con rất mong là Thầy giải đáp cái mâu thuẫn cho con với ạ. Con xin cảm ơn ạ. Bây giờ bạn Hạnh ở Thanh Hóa nói rằng có cậu con trai 4 tuổi rồi, khi cậu bé thì ốm đau nhiều, thì mẹ có tụng kinh lễ Phật rồi phát nguyện ăn chay 1 tháng để cầu cho bạn ấy được khỏe mạnh. Thế sau đó thì bạn cũng khỏe lên. Nhưng mà bạn này thì vì là việc công việc cho nên không ăn chay liền 1 tháng được. Thì lúc nửa tháng, lúc 1 tuần, cộng lại đã đủ 1 tháng chưa? Thế và bây giờ cậu con trai 4 tuổi thì nó lại đặc biệt là nó không ăn mặn, nó ăn chay. Đó. Thế thì bạn ấy lo rằng con trai mình có vấn đề gì, hay là con trai đang gánh cái hậu quả của bạn ấy. Bạn hứa ăn chay 1 tháng không đủ cho nên bây giờ con trai phải ăn chay suốt đời. Ở đây thì Thầy nói thế này, chắc chắn là nó không phải có cái duyên ấy đâu con nhé. Cái việc mà con phát nguyện ăn chay 1 tháng thì sau đó con cố gắng con làm sao cho đủ 1 tháng, nghe không? Thôi nửa tháng xong rồi cộng dần và những 1 tuần, 2 tuần sau nữa cho đủ 1 tháng là cũng được. Thế còn con của con á, nó không ăn mặn được, nó ăn chay mà cơ thể nó vẫn phát triển bình thường mà sức khỏe nó tốt thì đấy là tốt, nghe không? Cái người bây giờ không ai bắt là phải ăn mặn, phải ăn thịt. Ăn chay mà mạnh khỏe, trí não bình thường vào thì tốt thôi. Hiện nay trên thế giới người ta đang có cái phong trào ăn chay đấy, các bạn ạ. Thế và như chùa mình đây, các sư là cũng ăn tất cả phần chay hết. Phật tử ở chùa mình cũng ăn chay hết. Các bạn thấy có bình thường không? Mọi người bình thường, không sao cả. Nhưng ở Phật tử tại gia thì Phật không bắt các con phải ăn chay trường thôi. Còn các con ăn chay được bữa nào cũng tốt bữa đấy. Nhá, thế nếu con của con mà nó ăn chay được mà sức khỏe của cháu vẫn tốt, phát triển thể chất bình thường thì không có gì phải lo. Sao phải lo nào, nghe không? Đỡ tốn tiền mua thịt cho nó vào mà nó lại vẫn khỏe, cứ rau món ăn mà nó khỏe được đó nhá. Thế cho nên là bạn Hạnh ấy thì đừng lo về cái chuyện con nó thích ăn chay, không phải do là việc con phát nguyện đâu nhá. Thì con cứ yên tâm đi, cứ nuôi cháu nó ăn chay cũng được mà khỏe mạnh là được rồi, thông minh khỏe mạnh là được nhá. Yeah.